Xin chào các bạn, chào các bạn đến với Autobiz. Hôm nay Vũ thi công một chiếc VinFast VF3. Thì như các bạn cũng biết thì VinFast VF3 nó sẽ là trở thành một cái xe đúng nghĩa là xe quốc dân. Tới thời điểm này là cuối tháng 11 năm 2024 mà cái lượng xe đã bắt đầu giao ra, đã bắt đầu nhiều tại thành phố Hồ Chí Minh và ngoài đường cũng bắt đầu nhiều. Và bản thân trên các diễn đàn, trên các mạng xã hội thì cái VinFast VF3 là chiếc xe được bàn tán và được nói nhiều nhất. Thì chắc chắn thì trong thời gian tới nó sẽ trở thành một cái xe quốc dân. Cũng đúng thôi, chi phí quá rẻ, hơn 200 triệu cho một chiếc xe. Mẫu mã hình thức thì cực đẹp, quan điểm của mình thì nó là cực đẹp, dùng để đi phố. Bản thân chiếc xe VinFast VF3 này là một cái xe dùng để đi vòng vòng trong phố, nữ đi cũng được, các anh thanh niên đi cũng được, và các anh nhà có điều kiện mua về nó như là một chiếc đồ chơi vậy. Và chiếc xe này nó cũng nằm ở trong những cái tư tưởng đó của người chủ xe. Thì hôm nay chiếc này mình cũng thi công rất là nhiều hạng mục, thì trong đó đương nhiên bên Autobiz thì cũng thế mạnh nó là âm thanh và cách âm, nên bên Autobiz sẽ giới thiệu sơ về hai cái này trên chiếc VinFast VF3 này, mời các bạn tham khảo. Đương nhiên như các bạn cũng biết thì Autobiz là một cái đơn vị chuyên thi công các nâng cấp và đồ chơi cho xe hơi. Thế mạnh nhất của Autobiz vẫn là âm thanh và cách âm, và đương nhiên những cái gì liên quan tới đồ chơi thì tại Autobiz, tại xưởng của Vũ đều có thi công, từ camera hành trình, dán phim, cách nhiệt, màn hình Android, rất là nhiều thứ. Nhưng mà đương nhiên sẽ nhiều khách hàng biết đến Autobiz là âm thanh và cách âm. Cũng là Android Box, cũng là camera hành trình, bộ nệm da, như cái này tháo ghế ra đã đem qua xưởng nệm da, anh ta thi công bộ nệm da. Rồi những cái món linh tinh như gập gương điện, rồi rất là nhiều thứ. Nhưng mà và cả cái lót sàn, như các bạn thấy đây cũng bộ lót sàn, cũng nhìn nó cũng khá ổn, thiết kế dành riêng cho VF3. Thì trong đây thì mình sẽ nói về âm thanh và cách âm. Chiếc xe VinFast VF3, cách âm thì nên cách âm cái gì? Đương nhiên về cách âm full tổng thể của chiếc xe thì nó có nhiều vị trí, ví dụ như trần, sàn, hốc bánh, cửa, đó là những cái vị trí mà chúng ta có thể thi công được cách âm. Nhưng mà với một chiếc VinFast VF3, Vũ cũng thường hay tư vấn với khách hàng, chiếc xe này xe đi phố mà, nghĩa là nó di chuyển ở trong thành phố và cái đoạn đường rất là ngắn, nên cái việc cách âm sàn có điều kiện thì chúng ta cũng cứ làm bình thường. Đương nhiên một cái sàn như thế này thì chi phí nó cũng không quá cao. Nhưng mà cái phải làm, Vũ hay gọi dùng từ phải làm là khuyến khích làm, thì cái vị trí cách âm cửa và vị trí cách âm trần. Ok, cửa, cái cửa của VinFast như các bạn thì thấy nó dài hơn các xe khác rất là nhiều, tại vì bản thân cái thiết kế của cái xe hai cửa, cả những cái xe thể thao cũng vậy, hoặc là tất cả những cái xe hai cửa đều hai cái cửa đều nó dài hơn những cái xe bốn cửa, nên cái khoảng này nè, độ rem, độ rộng, độ mọi thứ của cửa này nó khác với những cái xe bốn cửa, nên cái việc thi công cách âm cửa nó giải quyết cho cái tiếng ồn của hai cái môi trường vào rất là nhiều. Đương nhiên khi mà nó cửa nó bự thì khi chúng ta đóng cái cửa lại đó, nếu mà cái tấm tôn VinFast, VinFast với mình VinFast cái về khung gầm rồi tôn này nọ của VinFast khá ổn nha. Với những cái xe khác mà cái cửa bự như vậy đóng là không bao giờ em được như thế nào đây. Và đương nhiên một phần là cái xe này cũng đã thi công cách âm cửa rồi, nên cái vị trí thi công cửa nó rơi vào tầm cỡ trên dưới 4 triệu, độ dày vật liệu tùy bao nhiêu lớp mình thi công. Nhưng mà với mình thì 4 triệu cũng đáng để thi công cái cửa. Ok, về cái trần, tại sao phải thi công cách âm trần? Cách âm cửa thì mình nói cực nhiều rồi. Trần như các bạn thấy đây, nguyên một tấm tôn. Và cái vị trí ngồi của mình, Vũ hay ví dụ là cái vị trí của mình ngồi chỉ cách cái trần nó tầm cỡ một gang tay thôi, nghĩa là nguyên một cái tấm tôn và một cái máy như vậy là mình ngồi hứng nắng cực nhiều. Quan điểm của mình cái trần là cái thứ mà hứng nắng rồi nhiệt, trời nắng nó xuống cái trần cực nhiều, nên việc thi công cách âm trần ngoài cái chuyện mà mùa mưa nó đỡ lon ton, như cái môi trường ở miền Trung hay là ở Sài Gòn, thậm chí ở Hà Nội, những cái mùa mà nắng nóng thì cái trần nó cực kỳ nắng. Mình ngồi mình chạy xe mà mình cũng cảm giác nó hừng hực cái nhiệt ở trên cái đầu của mình, thì việc thi công cái âm trần nó giải quyết được cái đó cho mình rất là nhiều. Tại Autobiz thì bên Vũ thi công cái hiệu là Doctor Tech. Doctor Tech thì tất cả các vật liệu được sản xuất tại Nga.
Đương nhiên như mình nói xịn dởm thì nó khác nhau ở nhiều yếu tố. Tại sao chúng ta phải sử dụng vật liệu Doctor Tech? Những tiêu chuẩn sản xuất, những tiêu chuẩn về chất lượng, những bằng, những chứng chỉ, những tiêu chuẩn. Đó là những cái yếu tố mà nó tạo nên giá trị của một cái thương hiệu. Và mình cũng hay nói với khách hàng là đồ xịn thì phải chứng minh được mình là đồ xịn. Thì phải chứng minh được cái gì? Nguồn gốc xuất xứ, tiêu chuẩn chất lượng của vật liệu. Chứ không phải là đồ xịn là do truyền thông nhiều lên là trở thành xịn. Ok, về âm thanh. Âm thanh thì một cái bộ môn mà quan điểm của Vũ thì đương nhiên Vũ phát triển mạnh ở cái mảng âm thanh mười mấy năm nay. Thì quan điểm của Vũ ở cái âm thanh là cái món cũng đáng để quý khách hàng đầu tư. Và Vũ hay nói cái món âm thanh là cái món duy nhất mà nó giao tiếp được với chủ xe. Nghĩa là mình di chuyển cái xe, mình nghe cái hệ thống âm thanh, mình cảm nhận được hệ thống âm thanh và mình chạy trên những cung đường. Thì quan điểm của mình nó là cái thứ mà giải trí mà giao tiếp được với cái chủ xe. Những cái món khác như cách âm thì nó không thuộc dạng không phải là giao tiếp. Nên cuối cùng mình cảm nhận và mình chơi trên cái hệ thống âm thanh. Thì cái bản thân mình thì quan điểm của mình thì âm thanh là cái món cũng đáng để quý vị đầu tư. Đó là một cái yếu tố. Yếu tố thứ hai là cái âm thanh á, chơi được lâu dài. Hôm nay mua chiếc VinFast VF3 mình gắn cái hệ thống này. 3 năm sau mình đổi cái xe VinFast VF4, VinFast VF5 mình lấy cái hệ thống này mình xài qua xe đó mình xài tiếp. Nghĩa là nguyên tắc chơi là nó như nhau. Trên tất cả các xe, cho dù xe Đức, xe Nhật, xe Mỹ, xe Hàn, nguyên tắc chơi âm thanh là như nhau. Chỉ khác nhau ở những cái vị trí gắn loa thôi. Đương nhiên hầu hết 90-95% là các vị trí cũng như nhau. Nên một cái hệ thống âm thanh thì chúng ta chơi rất là được lâu dài. Tại vì quan điểm của nhiều khách hàng thì ví dụ như những anh đi xe cũ thì kêu ok, xe anh 1-2 năm nữa thì bán xe rồi. Nên cũng không có nhu cầu đầu tư nhiều. Rồi ví dụ như chiếc VinFast VF3 này anh khách nói cũng là xe này cũng mới ra, cũng rất là hot. Nên mình cũng muốn mua để trải nghiệm tầm cỡ 1-2 năm nên cũng không muốn đầu tư âm thanh. Thì mình nói là ở bên Autobiz thì bao về zin miễn phí. Nghĩa là khi mấy bạn chơi cái này gắn rồi sau này trước khi đổi xe ghé Autobiz để tháo ra, tháo tất cả ra hoàn toàn miễn phí. Và cái hệ thống này mình bán, mình tặng, mình cho hay mình tái sử dụng qua cái xe mới đều có giá trị hết. Nên cái món âm thanh là cũng món đáng để đầu tư. Trên cái hệ thống, nói về hệ thống âm thanh của VinFast, VinFast nó thiết kế chỉ có hai loa thôi, là hai cái cửa này. Ok, đây là cái loa zin của VinFast VF3. Kích thước nó tầm cỡ 4.5 inch, 5 inch. Và nó chỉ có hai loa ở hai cửa nha. Nên cái việc mà đòi hỏi nó hay thì nó không thể. Tuy nhiên như các bạn biết là VinFast là một chiếc xe giá rẻ. Và giá rẻ thì người ta sẽ gọi là tối giản hóa hết mọi thứ. Thì cuối cùng cái loa này loa để nghe tiếng. Và như hồi nãy mình nói, cái xe này là cái xe để đi phố, nghĩa là cái xe sử dụng hàng ngày. Thì cái hệ thống âm thanh lại là cái thứ đáng để thi công và đáng để nâng cấp. Thì với chiếc VF3 này thì một cái cấu hình thì thường mình hay tư vấn khách hàng có nhiều cách. Đầu tiên thì chúng ta sẽ thay hai cặp loa. Loa thì nên thay loa phân tầng hai đường tiếng. Phân tầng hai đường tiếng tại vì nó sẽ có một cái loa trép. Phân tầng hai đường tiếng nó sẽ có hai cái loa bass, mình sẽ gắn hai cửa. Và như các bạn thấy cũng kích thước nó lớn hơn hoàn toàn so với là kích thước zin nè. Đây là kích thước 165mm, là kích thước chuẩn của hầu hết tất cả các loại xe. Như hồi nãy mình nói thì cái xe này, cái loa này mình gắn được VF8, VF5, VF6, VF7. Còn cái này là kích thước đương nhiên thiết kế zin theo xe thì kích thước nhỏ như thế này thôi. Thì nó có hai cái loa bass gắn hai cửa trước và nó sẽ có hai cái loa trép nữa. Mình sẽ thi công lên cục A, thi công vô trong cục A. Đương nhiên cái cục zin như thế này thì mình chỉ cần khoét một cái lỗ và mình đưa nó vô cái vị trí này và gắn nó lên đây thôi. Sau này về zin thì về zin như thế nào? Mình chỉ cần mua cặp chép Trung Quốc tầm cỡ 50 ngàn, 100 ngàn mình nhét vô đây lại. Nó chả ảnh hưởng gì hết. Đó là về cặp loa. Thì đương nhiên ngoài loa ra thì chúng ta sẽ có một cái súp. Với xe này thì sử dụng hệ thống là Rainbow. Như cái súp gầm ghế này giá là 5.8 triệu. Cặp loa này là 6.9 triệu. Đương nhiên súp gầm ghế nó không phải là dùng để nghe nhạc sàn gì. Nghĩa là cái súp như thế này nó đáp ứng một cái tần số mà cái loa này nó không đáp ứng được. Một cái hệ thống âm thanh, một cái giải tần nó từ cao tới thấp mà. Nên cái loa này nó không đáp ứng được cái tần số này. Nên cuối cùng để nghe hệ thống âm thanh hoàn thiện đầy đủ các giải tần thì chúng ta cần vô thêm một cái súp gầm, một cái súp nữa. Thì đương nhiên với VinFast VF3 hoặc là tùy vào nhu cầu thì chúng ta sẽ lựa chọn súp gầm ghế hay là súp hơi, súp lớn để ở phía sau. Ok, đó là những một cái hệ thống cơ bản. Còn cao hơn nữa thì chúng ta sẽ cần cái gì? Cần một cái âm ly tích hợp bộ xử lý. Trong trường hợp xe này, âm ly tích hợp bộ xử lý này là nó là 4 kênh.
4 kênh 5 ly, 6 kênh tín hiệu, thì chúng ta sẽ lấy 4 kênh 5 ly, 4 kênh tín hiệu sẽ kéo cho cái loa và đưa cái tín hiệu qua cho cái shop và nó xử lý luôn cả cái shop này. Mình hay nói trong một cái hệ thống âm thanh, thứ mắc tiền nhất phải là bộ loa, nhưng mà trái tim của hệ thống âm thanh lại là cái âm ly tích hợp bộ xử lý tín hiệu đó. Về hiện thời điểm này thì thị trường âm thanh thế giới thì cái âm ly tích hợp bộ xử lý nó cực kỳ đa dạng và cực kỳ đáng để thi công, tại vì chi phí nó cũng vừa phải. Như cái đó giá chỉ là 6.900.000 thôi, 6.900.000 để cho có một âm ly tích hợp bộ xử lý. Ngoài ra nó có chức năng Bluetooth và USB nữa, nghĩa là nó sẽ giải quyết luôn cả cái phần nguồn phát cho mình. Nghĩa là lúc đó chúng ta ngoài cái việc mà chúng ta sẽ kết nối lên cái Bluetooth, ví dụ thường thường anh em chúng ta nghe nhạc thì chúng ta sẽ kết nối Bluetooth vô cái nguồn phát zin này và nó hát ra cả xe, thì thay vì kết nối vô cái đầu phát zin này thì chúng ta sẽ kết nối vô cái âm ly tích hợp DSP này, thì cuối cùng nó giải quyết luôn cả nguồn phát, thì chất lượng âm thanh của cái Bluetooth của cái này chuẩn nó cao hơn, băng thông nó rộng hơn, nó nhiều yếu tố hơn, và nó thiết kế dùng để nghe nhạc mà, nên chất lượng âm thanh chắc chắn nó khác xa so với cái đầu zin. Nên với cái đó thì nó giải quyết từ công suất nè, giải quyết đến tín hiệu và giải quyết đến nguồn phát, và nó xử lý cho toàn bộ cái hệ thống âm thanh. Thì cái đó là cũng một cái đáng để quý vị quan tâm. Với cái hệ thống âm thanh này hoàn thiện tầm cỡ hơn 20 triệu. Như cái đây là cũng là một cấu hình rất là cao trong hệ thống âm thanh, mình hay gọi là full NACTI. Bộ xử lý tín hiệu nó sẽ chủ động cắt tần số hết mọi thứ ở trên cái xe này. Tự nhiên ngoài ra chúng ta có thể, nếu mà chi phí tầm cỡ 10 triệu thì chúng ta sẽ thay, ví dụ như thay cái shop 5.8 triệu, rồi cặp loa tầm cỡ 3-4 triệu nữa. Nghĩa là nó tùy vào cái nhu cầu, tùy vào cái chi phí mà mình sẽ lựa chọn. Tâm lý của một người khách hàng là khi mua một cái xe về thường hay làm rất là nhiều thứ. Thì tại vì cái thời điểm là cái thời điểm mới mua nên mình muốn làm này làm nọ, nhưng mà nên lựa chọn những cái phù hợp. Quan điểm của Vũ là lựa chọn những cái gì nhu cầu cần thiết và nhu cầu có phù hợp và sử dụng lâu dài tí xíu rồi mình hãy quyết định. Bản thân Vũ cũng vậy, mua một chiếc xe cũng hay làm này làm nọ, nhưng mà nhiều khi cái những thứ mình làm thì cuối cùng nó không có, sau một cái thời gian sử dụng như 3 tháng đến 6 tháng thì mình thấy những cái thứ đó nó trở nên vô nghĩa, nó không có ý nghĩa gì hết luôn. Đương nhiên số tiền nhiều thì chúng ta sẽ chơi những cái nhiều thứ và chơi những cái cấu hình lớn, hoặc là ít thì chúng ta vẫn chơi được. Nhưng mọi thứ Vũ hay yêu cầu với tất cả khách hàng trên mọi video clip nói, chúng ta cần sự bài bản và chuẩn chỉ. Tiền nhiều thì chúng ta chơi cao, tiền ít chúng ta chơi thấp. Không phải là không có tiền, mà vấn đề là có nhiều khách hàng tiền rất là đông, nhưng mà vấn đề anh không có cái nhu cầu cái này nên một đồng ảnh cũng không bỏ ra. Còn có những anh em khách hàng tiền không nhiều nhưng mà đam mê cái này, là có nhiều cái dồn vô hết, nên tùy vào cái nhu cầu và cái sở thích thôi. Đương nhiên như thế thì chúng ta sẽ phải lựa chọn được những cái thứ gì chúng ta sẽ đầu tư. Ok, đó là một vài chia sẻ với tất cả anh em về chiếc VinFast VF3. Hy vọng chiếc VF3 này nó sẽ thay đổi được cái suy nghĩ của người sử dụng xe Việt Nam. Như chiếc xe này nó chỉ giá bằng một chiếc xe SH, thì nhưng mà về cái công dụng và chức năng của nó thì nó hoàn toàn khác và hoàn toàn tốt hơn. Nó mang lại cái sự trải nghiệm tốt hơn cho gia đình, nó mang lại cái sự an toàn cho gia đình, và nó mang lại gọi là sự phấn khởi hơn cho gia đình. Cảm ơn VinGroup đã tạo ra một cái chiếc VinFast, và chắc chắn nó sẽ trở thành một chiếc xe quốc gia. Xin cảm ơn các bạn.